Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ trở lại với Warfare Legend với khẩu AN94 VIP. Vâng, khá lâu rồi mình chưa có làm về clip Warfare Legend. Các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Ở cái phiên bản này thì nó khá là ít súng mới, mà toàn súng cũ thôi. Làm súng cũ thì như kiểu bò nhai lạc vậy, không có hay. Ok, còn cái khẩu AN94 này thì nó cũng thuộc ra một hàng súng cổ, thuộc ra rất là lâu năm rồi. Ui trời ơi, một bé này, ơ kìa, vô lý, trời ơi, đâm thẳng vào ngực thế kia mà không nằm xuống. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến lượt với anh Tơ. Từ từ bắn này, cho mình thông từ phía sau này. Ui trời ơi, nhanh thế. Các bạn bình tĩnh nào. Bây giờ sẽ là tình huống rất nhiều zombie được thêm vào. Đáng nhẽ FPC thì tầm này phải coi đi đi kìa, chứ không vào đây cào cấu các kiểu đâu. Rồi, nghe thấy tiếng chân khá là gần nhưng không biết là các bạn ấy chạy kiểu gì. Ôi trời ơi, đừng có cắm mặt về đây. Hút hút ra, tránh xa nhau ra, chạy ngay đi. Ôi trời ơi, thẩm du cũng không yên thân. Rồi, có hero. Có hero rồi thì sẽ biến hero. Bút kêu thành như sớm ớt. Ui trời ơi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Bình tĩnh thôi. À, đi lùi à? Đi tới luôn đi. Kiểu gì chả chết. Ui, rồi biến luôn đi cho nhanh gọn. Lẩy, ui đồng thế. Trời ơi, yếu rồi. Không cần phải cố nữa các bạn ạ. Thôi, mình biết các bạn đã rất cố gắng rất là nhiều. Cái cơ bản thì phải chửi qua mặt cái thằng Tơ ấy. Lượn đi đâu. Ôi trời ơi, nó thơm phết đấy. Còn một bạn nữa thôi. Bạn ấy đây rồi. Chạy đâu ấy. Vô. Vô, đúng rồi. Ôi trời ơi, một phát nữa thôi bạn ơi, đâu rồi. Một phát nữa. Hay quá. Ok. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuồn. Ok, mình phải sang trận khác đây. Vâng, thực sự cái phòng lúc nãy nó vừa phát hiện NST thôi. Sang trận tiếp theo lên hết trên thùng hàng quay tay. Ui dồi ôi, lao chém như thế mà không ăn được. Vâng, các bạn ăn vừa phải thôi, không nó lòi mồm đấy. Ui dồi ôi anh Tơ. Vâng, nhảy trong vũ điệu bất lực. Bất lực, bất lực. Ui đi mày. Tí nữa là bạn hẹo rồi nha. Xịt đấy. Ui dồi ôi, lại có bạn hủy diệt. Trời, headshot luôn ạ. Ui dồi ôi, đông thế. Bình tĩnh nào. Làm gì mà căng. Trời ơi, đuổi theo đi. Đuổi bằng mắt nha. Đấy, rồi vài đường cái là cắt đuôi được ngay. Các bạn dễ dàng quá. Vâng, dễ dàng như thế thì thằng nào nó cũng thịt được. Khổ thân. À, nhanh ha. Rồi, qua nhanh thì nhanh đai thôi. Có gì đâu. Vâng, bạn kia sao lại nấp thế. Vâng, thấy đồng đội mình nằm xuống và nước mắt tuôn rơi nha em ạ. Đành phải nấp vào thôi. Không thể ra được. Vâng, nước mắt tuôn rơi. Và lòng thì run sợ. Khiếp. Không một phát thôi mà. Làm gì mà sợ đến vậy. Hi anh rồi. Cái phòng này lại biết mình nữa rồi. Mà sao các bạn biết mình nhiều thế. Biết nhiều như thế thì càng dễ bị ăn hình nhiều. Ra đây bạn ơi. Ui trời ơi. Đúng rồi. Hay quá. Đi luôn. Ơ, chạy đâu ấy. Trời ơi, chạy đi thôi. Mình cũng không tham những cái thằng mà không thể ăn được. Đấy, biết ngay mà. Hủy diệt nó bám ngay sau lưng. Rồi, nhìn nè. À, nhấp nháy rồi nè. Ui trời ơi. Được. Vâng, nó thấy thằng Tơ chạy sang cái nó đứng nhìn mình. Cái thằng mất dạy này. Ui mày, ui trời ơi, nhiều thế. Vâng, hết con này đến con khác cover cho nó.
Trời ơi, cái số phận cái thằng hủy diệt nó khen phết đấy. Được sự đùm bọc của che chở của các anh em Dubai, các bạn ấy đứng nhìn mình với một ánh mắt ơ, mày thích thì mày lao lại đây, bố mày cân hết. Thế đấy. Thủ hàng bắt đầu đông nữa rồi. Khi mà có tiếng nói NFT kìa, thì cái lúc mà thùng hàng nó đông vờ cờ lờ, cái thùng hàng nó đông như chưa từng được đông. Và nếu mà mình làm Dubai mà mình đi nấp ấy, thì thực sự đéo phải ân rồi. Đéo phải đâu. Ui trời ơi, cái gì đây, cái gì đây. Vâng, đéo phải ân đâu. Ân thì đéo bao giờ nấp như thế. Vâng, các bạn đứng trên thùng hàng một mả như thế kia thì ân sẽ đéo lên được, trừ phi mà ân bật hack thôi, hoặc Zombie Ida bị lỗi thôi. Đây rồi. Ui trời ơi, gì đông vậy. Rồi bạn tờ, ui trời ơi, sao nó biết mình chạy sau lưng hay vậy. Được lắm con lợn này. Ăn mất cái giáp của bố mày thì. Ơ kìa, trời, máu thằng này trâu vậy. Chạy à, chạy này. Vâng, liếm của người ta cái giáp thì nó không thể sống đơn giản như vậy đâu. Vâng, hình như trận trước cũng bị cận chiến từ mình thì phải. Khá là đen. Ý, cái định mệnh cắm thế. Thế định nào. Vâng, nó sẵn sàng rơi vào cái lưỡi đao của mình rồi, nhưng nó đã bị tước đoạt bởi những cái thằng tên thùng hàng. Và bây giờ thùng hàng đông quá. Ui trời ơi, lỡ chân nhảy xuống gặp bà y tá đây. Bây giờ mình sẽ ra kiếm hero để lấy kill, chứ không có nghịch ngô cận chiến nữa. Dại gì. Ui trời ơi, Lý Thông sướng phết. Kìa, sao bé không chết. Trời ơi, còn mỗi thằng này nữa này. Mình sẽ chạy lên đây. Đấy, cào đi. Lầy đi. Phát nữa này. Thấm chưa. Trời ơi, tao lại sợ chúng mày quá cơ. Bạn hero nhanh thế. Nó tính nó bảo từ từ thôi. Nó liếm luôn cái con y tá. Khiếp thật. Bọn này mồm cá mập rồi. Đâu mồm cá voi chứ, cá mập thì nó bé quá. Đổi súng à. Mình cầm AN-94 thì có gì đâu mà đổi. AN-94 thì nó cũng cùi bắp lắm. Được cái cận chiến thì nó đam thì rất là to, cận chiến cực kỳ nhanh. Nếu mà cầm những cái cận chiến khác chạy qua cận chiến này thì thực sự nó rất là khó chơi, vì nó nhanh quá. Mình phải kênh kiểu góc khác ấy. Rồi, lại bạn phân thân đuổi theo à. Ok, còn bạn lên đây được thì mình sẵn sàng tiếp. Ui trời ơi, đảo kìa. Ok fine. Ý, qua luôn. Ôi giời ơi, cái thằng khốn nạn này. Ý, từ từ. Trời, của mình cũng không ăn được, của người ta cũng không ăn được. Thôi, của nhà chúng mày tất đấy. Bút tất đi. Khốn nạn nó vừa thôi chứ. Đậu xanh à, bơi vào đây à. Có hero, à có tơ nữa. Căng nha. Kìa, sao bé không chết. Ui, vãi xoài. Trời ơi, người ta bấm hero mà sao không biến ta. Phí quá. Ok, ra nốt trận này mình sẽ nghỉ thôi. Mình sẽ bắt được cái thằng hero này. Cầm hủy diệt thì nó đơn giản lắm. Ui dồi ôi, thôi khó rồi. Còn hero súng mà cứ tương đạn vào mặt trong ba cái này thì sao mà qua được. Còn bạn tơ quyết tâm AFK và để cho hero thắng. Nhưng mình thì khác. Một phát này, hai phát này, ba phát này. Gãy chưa. Ui dồi ôi, chạy đường nào. Ôi
rồi rồi ơi.